Các bạn đã đến với kênh Thanh Nửa DA. Trong video chia sẻ hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với hoạt động quay số ở trên nền tảng Binance với pool tài thưởng là 50.000 đô. Tham gia hoạt động online thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video. Nếu như anh em chưa có tài khoản Binance thì các bạn đăng ký một tài khoản trên nền tảng Binance. Nếu anh em có tài khoản rồi thì các bạn tải app về. Và trong app thì chúng ta đăng nhập và chúng ta mở ứng dụng ra, chọn vào phần More. Chúng ta kéo xuống dưới phần Activity, tức là phần hoạt động. Chúng ta chọn Exploit the last activity. Ở đây nó có hoạt động đầu tiên là step 50.000 đô đấy. Ngày 24 tháng 11 anh em mở ra. Chúng ta chọn Channel Landing. Thì trong cái hoạt động này thì anh em để ý thấy ấy, là khi anh em mời bạn bè thì anh em sẽ nhận được một lượt quay. Anh em có thể ấn vào đây, chúng ta mời bạn bè. Thì đối với phần mời bạn bè này các bạn sẽ nhận được một lượt quay. Hoặc anh em bây giờ anh em chơi 50 đô ở trên spot thì anh em cũng sẽ nhận được một lượt quay, và chơi 100 đô ở trên maxin anh em cũng sẽ nhận được một lượt quay. Đấy, bây giờ mình sẽ chơi spot trước. Đây, ví dụ như bây giờ mình chơi nhé. Rồi, sau khi chơi thì các bạn trở lại đây, chúng ta tiếp tục chọn more, tiếp tục chọn activity. Rồi, các bạn thấy là mình đã có một lượt quay rồi nhé. Bây giờ tiếp tục mình sẽ kiếm được một lượt quay nữa đối với cặp margin. Margin ở đây thì các bạn cầm để chuyển tiền sang. Đây mình sẽ chuyển 88 đô sang. Margin build này. Rồi đây là vị trí của mình này. Giờ mình sẽ sell nhé, sell này. Margin sell. Ok. Rồi, lúc này đây thì mình sẽ chuyển lại tiền sang bên tài khoản. Chuyển lại tiền sang bên tài khoản spot. Drop margin. Ok, đấy. Mình chuyển lại sang spot và mình sẽ tiếp tục vào phần activity. Bây giờ mình sẽ tiến hành quay số cùng với anh em. Exploit. Nói chung là giai đoạn quay số, các cái trình quay số thì giai đoạn đầu ấy thì thường là các cái phần thưởng nó sẽ dễ húp hơn. Đấy, càng về sau thì số lượng phần thưởng nó sẽ càng ít. Chương trình này mở vào từ lúc 10 giờ anh em nhé, thì rất là sớm, thời điểm rất là sớm anh em có thể là có cơ hội cao để nhận những cái phần thưởng giá trị từ đây. Rồi ok, ăn 0.5 BUSD token voucher này, được chưa? Rồi, check it. Bây giờ mình sẽ tiếp tục quay này. Don't miss. Mình xin lỗi anh em, ở trong cái chơi volume đó là 100 đô, mình quên. Mình không nghĩ đến. Rồi bây giờ mình sẽ tăng cái vol lên. Không để ý. Đấy, mình không để ý là cái vol cần phải là 100 đô. Bây giờ mình sẽ tăng vol lên nhé. Lạnh thứ nhất này, nóng luôn lạnh này. Ok, lạnh thứ hai này, nó sao vô nó đủ 100 ở đây, 66 này, mình làm một phát nữa cho nó đủ đi. Rồi ok.
Đấy, bây giờ mình lại chuyển lại tiền nhé, chuyển lại tiền từ CrossChain sang. Đây cũng không mất gì cả, bởi vì là giá nó tăng, mình dự đoán đúng cái xu hướng giá. Bây giờ chúng ta sẽ ấn trở lại phần activity và quay tiếp lượt quay số tiếp theo. Hôm nay giá mà ấy thì qua hai lượt thì suất nó cao hơn, quay quay một lần một thì có thể là nó sẽ không được ngon cho lắm. Hy vọng là sẽ được vào cái voucher tầm 100 đô nhỉ. Đang mùa downtrend thế này mà được voucher 100 đô thì ấm lắm. Ôi, thank you rồi. Đấy. Đó thì anh em có thể là theo dõi cách mình làm để anh em biết cách tham gia mình chuyển quay số này. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong video tiếp theo.